Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Indonesia định thuê ngư dân do thám tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Chính quyền Indonesia có ý định thuê ngư dân địa phương bám sát theo dõi các hoạt động khả nghi của tàu Trung Quốc trên Biển Đông, gần các đảo khu vực Natuna. Theo nguồn tin, phát ngôn viên Cơ quan An toàn Hàng hải cho biết hôm thứ Sáu, "Chúng tôi muốn các ngư dân quan sát trên biển và cung cấp cho chúng tôi thông tin cập nhật", quan chức nói. Theo ông, Bộ sẽ tiến hành đào tạo đặc biệt và sẽ trả thù lao cho những thông tin được cung cấp. Ông lưu ý các ngư dân đã thường đăng dữ liệu về hoạt động của Trung Quốc trên mạng xã hội. Nguồn tin cho biết cơ quan này muốn nhận được những thông tin như vậy trực tiếp. Kể từ cuối năm ngoái, Jakarta đã ghi nhận hoạt động gia tăng của các tàu cá Trung Quốc cùng với các tàu chiến xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước Cộng hòa. Hồi đầu tháng, Bắc Kinh yêu cầu Indonesia ngừng phát triển các mỏ dầu khí gần quần đảo Natuna, đòi quyền lợi của mình đối với các vùng lãnh thổ. Phía Indonesia bác bỏ các yêu sách này, cho rằng họ mới có quyền hợp pháp ở đó. Jakarta không giống như những quốc gia khác ở Đông Nam Á, không có các tranh chấp lãnh thổ công khai với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Indonesia lo ngại về cái gọi là đường chín đoạn mà Bắc Kinh sử dụng để tuyên bố các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông. Các ranh giới này trồng lấn với vùng biển tiếp giáp với các đảo ở khu vực Natuna. Đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khánh Hòa là một trong hai tỉnh thành có tốc độ phát triển đàn cá, đàn heo nhanh nhất cả nước. Chăn nuôi quy mô trang trại hiện đạt trên 80% và được xác định là ngành có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, dịch COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm trong chăn nuôi. Và người chăn nuôi trong tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để có thể duy trì ổn định sản xuất. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam có hệ thống chuồng trại tại hầu hết các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa với tổng đàn khoảng 145.000 con. Nhiều tháng qua, do dịch COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội, các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, bếp ăn tập thể ngừng hoạt động, nhiều chợ đầu mối, chợ dân sinh phải ngừng kinh doanh, dẫn đến nhu cầu thực phẩm giảm từ 30 đến 50%. Giá heo hơi xuất chuồng cũng bị tác động không nhỏ. Do tình hình dịch nên là số lượng tiêu thụ của công ty giảm xuống khoảng 35-40% so với thời gian trước. Bên cạnh đó thì giá cũng đang giảm mạnh và giảm khoảng 30% so với cùng kỳ. Trước tình hình dịch bệnh như vậy thì số lượng tiêu thụ giảm và giá thị trường giảm làm ảnh hưởng đến cái số lượng heo trong độ tuổi xuất chuồng của công ty tồn động khoảng 30% so với tổng đàn. Từ cuối tháng 10 đến nay, giá heo thịt xuất chuồng đã tăng trở lại từ 5.000 đến 6.000 đồng một kg. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng tăng, việc lưu thông thuận lợi hơn sau khi tình hình dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi phải đối mặt với thực tế khó khăn khác, đó chính là chi phí đầu tư. Theo người chăn nuôi, năm ngoái chi phí thức ăn thấp, giá bán heo tương đối cao nên nhiều hộ hăng hái tái đàn. Hiện nay mà nói là trung bình, nếu như chúng tôi đây thì phải một con heo phải nằm trong khoảng từ 5 triệu rưỡi. Thì nếu cho một con heo ra từ lúc mua vào rồi thuốc men, thức ăn thì khoảng 5 triệu rưỡi đến 5 triệu bảy. Nếu mà bán được khoảng 6 triệu thì là mới có lời, còn trên 6 triệu trở đi là có lời. Nhưng mà còn dưới 6 triệu thì là cái cũng không có hy vọng lắm. Theo nhận định của các ngành chức năng, năm nay do dịch COVID-19 không nhập khẩu được nguyên liệu, nên giá thức ăn tăng cao, đẩy giá thành đầu tư chăn nuôi tăng. Điều này khiến người chăn nuôi thiếu hụt vốn để duy trì sản xuất, do lứa heo tồn đọng nhiều, không tiêu thụ được và việc lưu thông hàng hóa cũng gặp khó khăn. Vừa rồi đấy, do cái việc mà COVID như thế đứt gãy một loạt những cái chuỗi cung ứng, cái giá thức ăn của chăn nuôi nó tăng 16-36%, ảnh hưởng rất lớn đến cái giá thành sản phẩm, trong đó thức ăn nó chiếm 65-70%. Nên là ta chủ động được cái nguồn thức ăn ở trong nước càng nhiều càng tốt để giảm giá thành và chủ động được trong cái chuỗi này. Để duy trì sản xuất, đảm bảo chăn nuôi tăng trưởng ổn định, theo ngành chức năng, tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục tăng cường tổ chức kết nối tiêu thụ, hỗ trợ trang trại chăn nuôi mở rộng thị trường. Sàn Cash Boom được quảng cáo là sàn bảo hiểm vốn 100% đến từ Vương quốc Anh, có ký quỹ 50 triệu bảng Anh để bảo vệ vốn cho nhà đầu tư. Và theo đó thì mức lãi suất mà người chơi nhận được sẽ lên tới từ 50 đến 60% một tháng. Tuy nhiên, những ngày vừa qua thông tin website này bị sập khiến các nhà đầu tư đều rơi vào tình trạng hoảng loạn và lo lắng. Một ngày sàn có 3 phiên giao dịch,
mỗi phiên cam kết mang lợi nhuận ít nhất là 1% trên tổng số tiền đầu tư. Để tham gia, người chơi phải bỏ vào sàn từ 100 đô la Mỹ trở lên. Đặc biệt, việc nạp rút tiền đều tự động trên ví của sàn và tùy ý theo nhà đầu tư. Sàn này cũng có những gói hoa hồng hấp dẫn dành cho môi giới. Theo đó, nhà đầu tư mời được người chơi mới tùy vào số tiền người đó đầu tư và sẽ được hưởng hoa hồng. Nhưng website này bị sập, các đầu tư đều rơi vào tình trạng hoảng loạn, lo lắng và đem sự việc kiến nghị lên thủ lĩnh chi nhánh của Cashboom. Tuy nhiên, những người này cũng chối bay trách nhiệm, cho rằng họ cũng không biết chủ sàn là ai. Nhìn chung, cách thức hoạt động vận hành của Cashboom không có nhiều khác biệt so với các sàn trước đó đã sập như Coincast, Vcom, FX Trading Market hay là Budget. Do bởi các sàn này đều đưa những mức lãi suất khủng vào đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư. Để mở rộng, họ sẽ tạo ra những hệ thống chân rết chằng chịt với mức hoa hồng cực cao để người này lại lôi kéo người kia. Đêm ngày 8 tháng 12, lực lượng chức năng công an phường Trung Hòa và Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa đã phát hiện nhà hàng Moranza có địa chỉ tại 194 đường Trần Duy Hưng có biểu hiện hoạt động kinh doanh chui sau thời gian là 21 giờ. Và đến sáng ngày 10 tháng 12, hơn 100 người ăn nhậu tại nhà hàng này từ đêm ngày 8 tháng 12 vẫn đang bị chờ tại nhà để chờ kết quả xét nghiệm PCR. Lãnh đạo công an phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết hiện có khoảng 20 cán bộ chiến sĩ công an phường cùng các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 giờ tại khu vực nhà hàng Moranza để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh báo người dân tránh lại gần khu vực này. Lãnh đạo công an phường Trung Hòa cũng cho biết thêm, sau khi 4 trường hợp dương tính có kết quả xét nghiệm khẳng định PCR, lực lượng chức năng sẽ vào trong nhà để lấy lời khai các trường hợp có liên quan. Trước đó, qua kiểm tra, công an chức năng phát hiện khoảng 126 người tham gia ăn nhậu trong quán. Test nhanh với 126 người này, lực lượng chức năng phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 và hiện cả 4 ca này đang đợi kết quả xét nghiệm PCR. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ không điều chỉnh giá đất năm 2022 vì lo ngại gây khó khăn cho doanh nghiệp, người sử dụng đất vì dịch COVID-19 tác động. Trước đó, theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, nhiều năm qua thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực điều chỉnh hệ số giá đất từng bước tiệm cận giá thị trường. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay, nhất là năm 2021, dịch bệnh diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp và người dân. Quá trình lấy ý kiến, Liên Sở Tài chính và Tài nguyên Môi trường đưa ra hai phương án, giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 và tăng 0,5%. Hiểu hết đơn vị đồng tình giữ nguyên giá đất trong năm tới. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh cao nhất là 2,5 lần so với bảng giá đất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ở khu vực 1. Hệ số thấp nhất là 1,5 lần ở khu vực 5. Đất của hộ gia đình, cá nhân có hệ số 1,5 lần cho tất cả khu vực.